Chào mừng các em đến với tiết học đạo đức hôm nay. Bài học hôm nay của chúng ta là lịch sự với mọi người. Hoạt động 1, kể chuyện. Chúng ta cùng nhau đọc câu chuyện dưới đây. Chuyện ở tiệm may. Sáng chủ nhật, Trang rủ Hà đến tiệm may để lấy áo cho mẹ. Chào hỏi mọi người trong tiệm xong, Trang hỏi cô thợ may: "Cô ơi, cô may áo cho mẹ cháu chưa?" "Cô xin lỗi," cô thợ may trả lời, "mấy hôm trước cô bị ốm nên chưa xong, đến chiều mai mới xong được cháu ạ." Trang chưa kịp nói gì thì Hà đã lên tiếng: "Cô làm ăn thế à? Đã hẹn ngày nào thì phải đúng ngày ấy chứ." Cô thợ may ôn tồn: "Tối nay cô sẽ cố may xong để sáng mai các cháu đến lấy nhé." Trang khẽ giật áo Hà và nói với cô thợ may: "Cô mới khỏi ốm, thôi để chiều mai cũng được cô ạ." À. Nghe Trang nói, Hà cảm thấy áy náy, hối hận. Ra về, Hà nán lại đến gần cô thợ may, khẽ nói: "Cháu xin lỗi cô ạ." Cô thợ may nhìn Hà, mỉm cười. Theo báo thiếu niên tiền phong số 2570. Chúng ta vừa đọc xong mẫu chuyện. Bây giờ cô mời các con trả lời giúp cô câu hỏi. Nhận xét của em về cách cư xử của bạn Trang và bạn Hà trong câu chuyện trên. Kết quả là bạn Trang đã biết chào hỏi mọi người, nói năng nhẹ nhàng, biết thông cảm với cô thợ may. Như vậy Trang đã cư xử rất lịch sự. Còn Hà thì chưa biết tôn trọng cô thợ may, chưa cư xử đúng mực với người lớn tuổi. Câu thứ hai, nếu em là bạn của Hà, em sẽ khuyên bạn ấy điều gì? Vì sao? Nếu em là bạn của Hà, em sẽ khuyên bạn không nên cư xử như thế. Phải bình tĩnh, không nóng nảy để có những lời nói, cử chỉ, hành động thể hiện sự tôn trọng người khác. Qua mẫu chuyện và câu hỏi, chúng ta rút ra được một điều là lịch sự với mọi người là có lời nói, cử chỉ, hành động thể hiện sự tôn trọng đối với những người mình gặp gỡ tiếp xúc. Lịch sự với mọi người, em cũng sẽ được tôn trọng, quý mến. Học ăn, học nói, học gói, học mở, tục ngữ. Chúng ta cùng sang hoạt động 2, bày tỏ ý kiến. Những hành vi, việc làm nào sau đây nên làm và vì sao? Tình huống 1, một ông lão ăn xin vào nhà nhàn. Nhàn cho một ít gạo rồi quát: "Thôi đi đi." Theo như em sẽ giải quyết tình huống này như thế nào? Em sẽ không nên làm vì ông lão cũng là người đáng thương, vì hoàn cảnh xô đẩy ông mới phải đi ăn xin. Vì vậy bạn nhàn cho ông gạo cũng phải cho ông trong sự kính trọng và lịch sự, và chào thưa đầy đủ. Tình huống thứ hai, Trung nhường ghế trên ô tô buýt cho một người phụ nữ mang bầu. Và chúng ta sẽ giải quyết tình huống này là nên làm vì đó là hành động đúng đắn và lịch sự. Tình huống tiếp theo, trong rạp chiếu bóng, mấy bạn nhỏ vừa xem phim, vừa bình phẩm, vừa cười đùa. Rạp chiếu bóng, ngày nay còn gọi là rạp xem phim. Theo con, có nên hay không? Và chúng ta là không nên làm, vì rạp chiếu phim là chỗ công cộng. Có nhiều người nên các bạn nhỏ phải giữ trật tự, giữ im lặng cho những người xung quanh.
chúng ta có tình huống 4. Do sơ ý, Lâm làm một em bé ngã. Lâm liền xin lỗi và đỡ bé dậy. Theo con, bạn Lâm có nên hành động như vậy hay không? À, nên làm. Vì Lâm làm sai thì Lâm đã biết sửa lỗi lại và sửa sai cho mình. Lâm không ngần ngại khi xin lỗi một em bé. Và tình huống 5. Nam đã bỏ một con sâu vào cặp của bạn Nga. Theo con nghĩ, bạn Nam làm như vậy có đúng hay không? À, bạn Nam không nên làm như vậy. Vì đó là trò chơi không lành mạnh, dơ bẩn, sẽ làm cho bạn Nga sợ hãi. Chúng ta cùng sang bài tập tiếp theo. Dùng màu xanh, đỏ để bày tỏ ý kiến của mình. Đồng ý sẽ là màu đỏ, không đồng ý sẽ là màu xanh. Chúng ta có lần lượt các câu sau. Chỉ cần lịch sự với người lớn tuổi. B. Phép lịch sự chỉ phù hợp khi ở thành phố, thị xã. C. Phép lịch sự giúp cho mọi người gần gũi nhau hơn. D. Mọi người đều phải cư xử lịch sự, không phân biệt già, trẻ, nam, nữ, giàu, nghèo. E. Lịch sự với bạn bè, người thân là không cần thiết. Vậy, theo con, đồng ý ở những câu nào và không đồng ý ở những câu nào? Và chọn lựa của chúng ta là không đồng ý ở câu A. Chỉ cần lịch sự với những người lớn tuổi. Câu B cũng không đồng ý. Phép lịch sự chỉ phù hợp với thành phố, thị xã. À, câu C là câu đồng ý. Phép lịch sự giúp cho mọi người gần gũi nhau hơn. Mình cũng đồng ý luôn cả câu D. Mọi người đều phải cư xử lịch sự, không phân biệt già, trẻ, nam, nữ, giàu, nghèo. À, câu E. Không đồng ý lịch sự với bạn bè, người thân là không cần thiết. Vậy, tóm lại, để bày tỏ sự lịch sự với những người xung quanh thì chúng ta cần lịch sự với mọi người xung quanh trong cuộc sống hàng ngày. Vì lịch sự sẽ thể hiện được nếp sống văn minh, người lịch sự luôn được mọi người tôn trọng, quý mến. Chúng ta cùng bước qua một hoạt động tiếp theo, đó chính là liên hệ thực tế. Cô giới thiệu các em một số ví dụ. Khi ăn uống không được cười đùa quá đà, làm văng thức ăn. Đó chính là một trong những phép lịch sự khi ăn uống. Và khi nói năng nhẹ nhàng, nhã nhặn, không nói tục, chửi bậy. Đó chính là một phép lịch sự trong giao tiếp. Và khi chào hỏi, gặp người lớn phải cúi đầu, vòng tay, chào lễ phép. Đó cũng là một trong những kỹ năng thể hiện sự giao tiếp. Các em quan sát ở đây có 10 phép lịch sự mà những đứa trẻ chúng ta nên cần phải nắm. Đó là thứ nhất, biết nhường nhịn. Làm trẻ con đôi khi chúng ta có những lúc suy nghĩ chưa đến, nên đôi khi chúng ta bị cãi lời lại những người lớn, thì điều đó không nên. Số 2, giao tiếp điện thoại lịch sự. Khi giao tiếp điện thoại, chúng ta chưa biết người gọi điện thoại đến là ai hoặc đang nói chuyện với ai, thì chúng ta cũng phải thể hiện một thái độ lịch sự khi giao tiếp. Số 3, viết lời cảm ơn. Và số 4, mở cửa cho người khác. Nhất là khi người lớn tuổi và trẻ nhỏ, chúng ta có thể sẵn sàng giúp đỡ họ bằng cách mở cửa. Một số 5, chúng ta phải tập một cái thói quen, đó chính là cảm ơn và nói từ chào đón.
Cảm ơn thể hiện sự biết ơn, tôn trọng của chúng ta đối với người khác. Số 6, bắt tay và giao tiếp bằng mắt. 7, chào, hỏi và mời nước khách tới nhà. Khi khách tới nhà, chúng ta nên chào hỏi và mời nước, đó là một trong những phép lịch sự cơ bản. Số 8, đứng dậy khi người già tới. Khi gặp ông bà hoặc người lớn đến nói chuyện với chúng ta trong lúc chúng ta đang ngồi, thì ở đây chúng ta thể hiện phép lịch sự bằng cách mình đứng dậy và mời người lớn ngồi. Số 9, lịch sự với người phục vụ. Ở đây con có thể nhận thấy là mình sẽ gặp những cô bên siêu thị, tính tiền bên siêu thị, những cô nhân viên trong những quán bán thức ăn hoặc quán nước. Ở đây họ cũng là những người lao động, chúng ta thể hiện sự lịch sự đối với họ. Và số 10, thực hành các quy tắc lịch sự trong bữa ăn gia đình. Trong bữa ăn, đối với những người thân trong gia đình, chúng ta cũng nên thể hiện sự lịch sự bằng cách khi ăn phải nói chuyện nhỏ, không được giỡn, cười đùa, hay là chúng ta hãy thể hiện bằng cách tôn trọng nữa, đó chính là nhường lại những phần thức ăn ngon và mời người lớn ăn trước, đó chính là một trong những phép lịch sự. Dưới đây cô thống kê lại một số biểu hiện của phép lịch sự. Nói năng nhẹ nhàng, nhã nhặn, không nói tục, chửi bậy. Biết cảm ơn khi được giúp đỡ. Để phép chào hỏi thầy cô, người thân, người lớn tuổi, vân vân khi gặp gỡ. Biết xin lỗi khi làm phiền người khác. Gõ cửa hoặc bấm chuông khi muốn vào nhà người khác. Ăn uống từ tốn, không rơi vãi, không vừa nhai vừa nói. Biết nhường nhịn, giúp đỡ em bé hoặc những người gặp khó khăn. Cuối cùng, không chen lấn khi đi xe buýt, khi mua hàng, vân vân. Ngoài ra còn rất nhiều biểu hiện lịch sự mà xung quanh cuộc sống của chúng ta nữa. Câu ca dao dưới đây khuyên chúng ta điều gì? Lời nói chẳng mắc tiền mua, lựa lời mà nói cho vừa lòng nhau. Chúng ta có sự dạy dỗ trong câu ca dao sao? Muốn nói rằng những lời nói chúng ta nói hàng ngày phải khéo léo, lựa chọn sao cho phù hợp mà không để mất lòng nhau. Nhất là những lúc nóng giận, bực tức, cần phải biết kiểm soát hành vi, lời nói của mình để tránh những điều đáng tiếc xảy ra. Cô giới thiệu các con một số câu ca dao tục ngữ nói lên phép lịch sự. Lời nói chẳng mắc tiền mua, lựa lời mà nói cho vừa lòng nhau. Hay học ăn, học nói, học gói, học mở. Hay là lời chào cao hơn mâm cỗ. Chúng ta đã vừa tìm hiểu xong thế nào là cách để thể hiện một sự lịch sự với những người xung quanh. Bây giờ tiết học của chúng ta đến đây là kết thúc rồi. Cô chúc các em chăm ngoan học giỏi.